Cô cho em hỏi là em bị ho suyễn 4 tuần rồi, ho vào đêm nhiều lắm. Nếu mà chị ho về đêm thì chắc là chị bị lạnh, hàn lạnh thì chị mới ho về đêm á. Mà chị cụ thể là ho vào giờ nào thì nó dễ hơn này. Những người mà bị bệnh lý về gan á, sẽ ho rất là nhiều về khoảng lúc nửa đêm về sáng. Tức là khoảng từ 12 giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ á. Ừ. Còn những người mà bị bệnh lý về phổi, về hô hấp á, phế á, thì mình sẽ ho về cái khoảng 3 đến 5 giờ á. Đấy là giờ tạm phủ. Nên là nếu mà mình biết chính xác là ho vào cái giờ nào thì mình điều trị nó sẽ dễ hơn. Mình biết được nguyên nhân rồi mà. Rồi có những người ho do bị trào ngược dạ dày nữa. Ban đêm mà đang cứ nằm xuống là bị trào ngược lên, trào ngược cái hơi lên. Thế là nó bị ho thì ho do trào ngược dạ dày. Thì nếu mà đúng là ho do trào ngược dạ dày thì mình lại phải chữa cái gốc của nó là trào ngược dạ dày chứ không phải là gốc hàn. Đó. Thì chị phải xác định được là cái nguyên nhân của mình là gì. Nên là bây giờ chị phải thử. Nếu mà chị ho vào giờ gan thì chị phải chữa gan. Nếu mà chị ho vào giờ phế chị chữa phế. Còn nếu mà chị ho do trào ngược dạ dày chị chữa dạ dày trước. Nếu mà chị không chị ở mãi bên Mỹ mà chị không có ngũ vị thanh thì chị có thể uống bột sắn dây. Em hỏi cô là em bị ho suyễn 4 tuần rồi á, mà cũng đánh mền phế, nhưng mà ban đêm thì cứ cứ nằm xuống là ho, mà em không biết tại sao. Chị có hay bị ợ không? À không cô. Ừ. Chị ho cứ nằm xuống là ho, ho vào giờ nào ấy. À, Nó có giờ cứ rõ không? thì, ví dụ như đi ngủ 10 giờ đi thì cứ nằm xuống chừng 10 chừng khoảng nửa tiếng là bắt đầu ho, thì khoảng một nửa tiếng hoặc 1 tiếng là bắt đầu ho ho suốt đêm như vậy đó. Ho suốt cả đêm luôn. Dạ Thế vâng. khả năng là chị bị ho do trào ngược dạ dày. Nó chưa biểu hiện mình đau Ồ. đâu. Cái axit dạ dày nó ợ hơi lên nó làm viêm nhiễm ở vùng À. này nó gây ho. Đấy. Thì chị À, không nhưng uống mà sắn cô biết dây. không, tại vì 7 tháng về trước thì hồi lúc tháng 7 thì em cũng bị loét loét bao tử. Thì À, đúng em phải rồi. vào bệnh viện cho nên là không biết là do cái gì mà ban ngày thì đỡ ho nhưng mà cứ nằm xuống là ho. Đúng rồi. Thế khả năng chị bị nguyên nhân ho của chị là do bị trào ngược dạ dày. Nên nếu mà chị có uống À. kháng sinh nó cũng không hết được. Không khỏi được. Vậy thì làm sao cô nhỉ? Ừ, nếu mà ở Việt Nam thì rất là đơn giản. Chị chỉ cần uống ngũ vị thanh thôi là nó sẽ cắt được, vừa chữa được ho vừa chữa À. được trào ngược dạ dày. Nhưng mà chị ở bên Mỹ sao không có gửi được. Nên là nếu mà được chị làm được thì tốt quá. Còn không thì Làm chị sao cô nhỉ? phải uống bột sắn dây. Ngũ vị thanh thì Ok nó cô. có mật ong này, nha đam này, nghệ, tỏi, sả. Nếu mà chị tìm được À. đủ năm cái nguyên liệu đấy chị làm nó rất là đơn giản. Xong rồi chị À. uống thì nó sẽ chữa được cái gốc của chị. Hoặc là chị tìm thêm cái phác đồ để điều trị trào ngược dạ dày nữa là được. Chị gốc của chị là dạ dày, chị uống thêm bột sắn À. dây và làm thêm phác đồ nữa thì cái dễ nhất là không biết là chị có dụng cụ diện trần ở đấy không. Em có cây cây que giò để đánh cái vùng phổi nè. Ừ. Thế thì mỗi một lần chị ho mà chị khó chịu như vậy ấy, thì chị có thể dùng cái đấy thì chị đánh hết vào vùng dạ dày nhé, bởi vì chị không phải bị ho do phổi nên chị đánh nó không có được. Chị đánh vào vùng dạ dày bên Ồ. trái này, dạ Người dày ấy, 39 phải không cô? 39. dạ cái tam giác ba chín bốn mươi. À không phải, 39, 20, 21 đó. À. Đấy, Hôm bữa cái dạ dày. em có làm cái clip của cô mà chỉ mà cạo lấy cái cây cào đó, Dạ. nhung nó gửi cho em đó, thì em làm thì nó cũng bớt thôi nhưng mà nó không hết, Cái đấy là nó ho do bớt. bị viêm đường hô hấp. Đấy, đúng rồi, cái video đấy cũng hay lắm. Nếu mà bị ho do phổi, ho do viêm đường hô hấp. Thế còn chị là bị ho do trào ngược dạ dày. Thì thứ nhất này, À. tối nay lúc mà chị chuẩn bị nằm xuống ấy, đúng không? Dạ. Thì chị day cho em bộ huyệt giáng khí. Tại vì khi mà bị trào ngược là nó ợ hơi lên mà. Thế chị day cái bộ huyệt giáng khí trước để chị hạ cái khí đấy. Sau đó là chị cho nó thông ra bên ngoài, nó không bị ợ lên nữa. Nó giảm cái triệu chứng ho. Cái thứ hai là sau sau khi day bộ huyệt giáng khí xong á thì chị có thể cào trục thấp xuống. Chị cào trục thấp xuống để đẩy nó ra ngoài nhá. Rồi chị có thể lại bấm thêm cái bộ tiêu viêm dạ dày. Đó, rồi kết hợp Cô với chị tô màu.